xin chào các bạn tên tôi là Hồ thị bích hạnh luật sư di trú úc của công ty di trú ist ngày hôm nay hạnh sẽ nói về đề tài là thủ tục bán nhà ở việt nam sau khi định cư úc các bạn thân mến có rất nhiều khách hàng của hạnh và hạnh tin rằng có rất nhiều uh, những cái bạn đang định cư úc và sắp định cư úc uh, có có những cái um, câu hỏi như là nếu như mình mình đang ở việt nam và sau này định cư úc thì mình uh, làm sao bán được nhà việt nam thì um, hạnh nghĩ là rất là nhiều, nhiều nhiều người có cái câu hỏi này cho nên nhân cái cơ hội hạnh vừa về bán nhà ở việt nam và cái thủ tục cũng rất là rắc rối và làm cho hạnh cũng phải về hai lần thì hạnh cũng muốn thông qua video này giúp một phần các khách hàng của hạnh hoặc là những cái bạn mà có định cư úc mà muốn có nhà ở việt nam và định bán thì có thể có một chút thông hiểu về cái việc bán nhà ở việt nam sau khi định cư úc như thế nào để các bạn có thể chuẩn bị những cái tờ giấy gì à, nó à, tốt hơn à, để cho lỡ mà bạn về Việt Nam bạn không phải à, khổ sở như hạnh đó các bạn thì hy vọng những cái kinh nghiệm của hạnh cũng giúp cho các bạn à, bớt à, bớt cái thời gian và bớt những cái lao đao vất vả khi mà bán nhà ở Việt Nam sau khi định cư úc hoặc là các bạn mà chưa định cư Úc các bạn định sau này nếu như các bạn biết là các bạn chắc chắn định cư ví dụ như những cái người mà là visa parent á đang đợi cha cha mẹ đang đợi con cái bảo lãnh gần xong rồi đó thì các bạn có thể tham khảo những cái video clip này à, nếu các bạn nghĩ rằng các bạn có thể bán nhà trước khi định cư, cư Úc thì rất là tốt nhưng mà nếu như các bạn vì một cái lý do gì đó qua định cư Úc trước rồi mới về bán nhà thì các bạn có thể theo dõi cái video clip này nha các bạn. Thì thủ tục bán nhà Việt Nam sau khi định cư Úc thì hành viết rất là rõ ràng để mà hành có thể đưa cái file này lên YouTube cho các bạn để các bạn có thể copy và các bạn bạn có thể in ra và đọc nhưng mà bạn hành cũng giả, giải thích một tí cho các bạn để các bạn hiểu một tí nha. Thì thứ nhất là cái nhà đó bạn phải sở hữu khi trước khi định cư Úc. Nếu như mà sở hữu trước khi định cư Úc thì có thể thể là cái nhà đất đó, cái nhà hay cái đất đó quyền sử dụng đất hoặc là cái đất đó hoặc cái nhà đó nó phải mang tên bạn <laughs> hoặc là cái nhà đó trước đây là mang tên cha mẹ của bạn, nhưng mà cha mẹ của bạn sau khi đi đâu đó hoặc mất đi hoặc là cho di, di chúc hay là đi nước ngoài, cha mẹ của bạn chuyển cái 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 nhà đó qua cho bạn. Miễn sao cái nhà đó nó tồn tại, nó được xây dựng và tồn tại trước khi bạn đi Úc thì cái nhà đó được gọi là sở hữu trước khi định cư Úc nha các bạn. Rồi, điều thứ ba là định cư Úc được tính từ khi nào? thì hạnh có làm với khi mà hạnh chuyển khoản từ Vietcombank qua bên Commonwealth Bank của Úc bên hạnh thì người ta tính rằng là ngày bạn có visa thường trú nhân được gọi là ngày bạn định cư Úc bởi vì bởi vì lúc đó hạnh không có cái travel record à các bạn ha thì có thể bạn tính cái ngày mà bạn chính thức định cư úc là bằng cái visa thường trú nhân của bạn visa đã được cấp và cái 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 phần cái ngày á, nó nằm ở cái trang thứ hai thứ ba gì các bạn cái trang cuối á, mà có cái tên người xét người ta viết cái chữ cái cái, cái tên người xét xong rồi là người ta có cái ngày á có cái ngày người ta ra quyết định đó đó thì ngày đó là được tính là là ngày định cư Úc hoặc là nếu bạn lâu quá rồi bạn công dân Úc từ lâu rồi mà bạn không tìm ra được cái visa thường trú nhân như Hạnh á Hạnh lục trong email tùm lum tà la rồi Hạnh đi học à, luật bên Úc cho nên Hạnh phải cung cấp những cái visa thường trú nhân này nọ khi mà Hạnh học luật thì hạnh còn nhưng mà có những khách hàng thì họ sẽ không còn nữa họ định cư úc rất lâu rồi và họ có công dân úc từ lâu rồi thì không có cái tờ thương trú nhân đó nữa thì bạn có thể request một cái travel record bạn các bạn cái travel record này travel record bạn có thể tự nộp tự nộp trên cái bộ di trú hoặc là bạn có thể liên lạc với công ty hạnh để công ty hạnh làm cho bạn cái travel record bên hạnh có cái dịch vụ làm đó đó À, bên Hạnh làm rất nhiều cái travel record cho những khách hàng họ muốn làm citizenship mà họ đi ra Úc hơi nhiều thì Hạnh phải làm cái travel record này để Hạnh biết là khách hàng của Hạnh họ trong 4 năm họ có ở họ có đi khỏi, khỏi Úc quá 12 tháng hay không và trong năm cuối cùng họ có đi ra khỏi Úc quá 90 ngày hay không thì Hạnh muốn chắc chắn trước khi Hạnh nộp cái citizenship cho khách hàng thì Hạnh phải làm cái travel record này à, và cái travel record này bạn cũng có thể làm để cung cấp bank nếu bạn không có cái ngày mà bạn chính thức định của Úc thì bạn cung cấp cái travel record này á thì bằng bằng request thì bạn có cái ngày là cái ngày đầu tiên mà bạn vào úc thì người ta ban nó cũng chấp nhận để mà người ta um, chuyển khoản cho bạn đó tại vì bạn phải chứng minh là bạn định cư úc trước khi mà cái cái nhà đó nó nó có trước khi bạn định cư úc đó các bạn thì cái này nó liên quan đến ban như các bạn chuyển qua bên úc mà hạnh cũng nghĩ rằng là các bạn nên dùng ban việt nam đàng hoàng ban chính thống thứ nhất tỷ giá tốt thứ hai là À, bên thuế bên úc nó cũng họ cũng bất bất làm khổ bạn nếu như mà họ hỏi bạn họ cũng bạn cũng không cần phải nói nhiều tại vì là ban việt nam uh, thì rất là khó mà chuyển qua úc đó các bạn uh, tiền bên úc hay mỹ gửi về việt nam thì rất dễ nhưng mà tiền ở bên việt nam gửi ra nước ngoài mà theo ban ban chính thống rất là khó như các bạn cho nên là một cái ban chính thống ở việt nam mà chuyển qua bên úc thì bên úc là no problem đó các bạn cho nên cái vụ này là hạnh nói các bạn là các bạn nên xài ban ở Việt Nam để chuyển qua bang úc các bạn thứ nhất là tránh thất thoát thứ hai tránh tỷ giá cao và thứ ba cái mấy cái chợ đen mấy cái chuyển khoản chợ đen thì nó làm cho bên úc nó cũng sợ thuế bên úc nó cũng sợ uh, sợ là bạn dùng những cái uh, đồng tiền nó không có có tốt đấy các bạn cho nên là cũng nên nên thực hiện cái việc là ban ở Việt Nam chuyển qua bên úc đi như các bạn sau khi bán thì về Việt Nam thì nếu như bạn về Việt Nam để bán như các bạn thì bạn cần cầm passport, ID rồi cầm mà nhưng mà tất cả những cái này bạn phải cầm bạn bạn phải về đầu tiên là bạn phải về công an phường nơi ngày xưa bạn ở như các bạn để mà xin cái tờ tạm trú có cái tờ tạm trú đó bạn mới bán được nhà như các bạn tại vì theo cái công chứng tức là họ phải chứng minh rằng là bạn đang ở Việt Nam khi bạn bán và họ phải trả lời với chính phủ vậy đó cho nên là bạn không có cái tờ tạm trú này bạn không có ở không có bán được nha các bạn. Mà cái tờ tạm trú này là bạn lưu ý là tạm trú này mà nếu như bạn ở khách sạn mà khách sạn xin cho bạn tờ tạm trú thì người ta không chấp nhận nha các bạn. Phải là cái tạm trú là cái địa chỉ cái nhà mà ngày xưa mà mà bạn muốn bán đó bạn. Dạ. Yeah. Cho nên là bạn phải cẩn thận cái vụ này nha. Đó và nó cũng tốn một bạn một vài ngày đó. Rồi và khi mà bạn bán xong thì bạn phải trả hết trước khi bạn thì bán thì bạn phải trả hết tất cả những cái thuế của nhà đất của bạn à, rồi khi đó mới xong rồi á à, cái người mà trước khi bạn về việt nam thì bạn cũng có thể nhờ người thân bạn bè tới đóng thuế đó nha chứ không nhất thiết là bạn phải đóng nha và về cái phường của cái nhà đó cái phường này sẽ bạn ở cái nhà đó, đó cái phường đó còn nếu bạn ở úc mà không về việt nam để mà mua bán nhà được á thì bạn có thể ủy quyền cho người thân bạn bè thì ở đây hành cũng nói luôn đó là việc ủy quyền là tức đó có mọi cái quyền mua bán về đất đai đó luôn á các bạn cho nên nó rất là nhạy cảm và nó liên quan đến lòng tin giữa bạn với người thân và người người bạn của bạn và thực ra con người với con người thì nó liên quan đến nhân quả rất là sâu rất là nhiều kiếp sâu xa mình mới có những cái mối quan hệ ngày hôm nay với nhau thì mình không biết đó là cái nhân quả lành hay nhân quả ác và cũng không biết nữa các bạn cho nên là cũng Thực sự là các bạn phải suy nghĩ kỹ rồi các bạn mới làm ý quyền cho cái người đó nha à, Bạn phải tin chắc rằng người đó không có lòng tham, à, không có sự dùng tâm hay là nhả, giả tâm chiếm à, đoạt cái tiền của bạn ha Tại vì thực ra khách hàng của Hạnh có rất là nhiều người họ kể cho Hạnh nghe là họ cũng mất người thân hoặc là mất bạn bè vì cái chuyện là họ tin quá, thái quá và và cuối cùng là họ đánh mất luôn cái lòng tin vào những cái người khác nữa và không họ không còn tin ai ở trong cuộc đời này nữa, nữa được luôn các bạn cho nên tốt nhất là các bạn phải suy nghĩ kỹ càng trước khi các bạn cho một cái người nào đó được ủy quyền bạn làm cái việc mua bán nhận tiền nha các bạn còn nếu không thì bạn có thể nên nên về Việt Nam một vài tuần để thực hiện cái việc mua bán thì Hạnh vẫn khuyên các bạn làm điều đó hơn tại vì các bạn về mà bán thì các bạn có thể tự mà đi ban và chuyển khoản qua Úc như Hạnh á, Hạnh làm mọi thứ trong vòng mà việc về mua bán thì cũng một tuần sau đó là rồi, rồi là bán xong cũng làm một tuần rồi đó tức là ít nhất hai tuần của hạnh đó các bạn thì nói chung là hạnh vẫn tin là có những cái con người họ rất là tốt các bạn à, cuộc đời có rất là nhiều người tốt nhưng mà à, vấn đề liên quan đến tiền bạc là nó rất là dễ dàng làm mất cái lòng tin đó các bạn hạnh có người bạn ha, cái cô đó của bạn thân với một cái anh đó mấy chục năm mà anh vẫn có thể lừa cổ đến 330 ngàn đô à, chỉ là vì cái việc là nói cổ chuyển khoản tiền về Việt Nam à, để ảnh mua đất rồi hùng hợp với nhau cho nên là cái chuyện mà bạn bè đánh mất một cái lòng tin và hoặc là tin nhau quá mà mất một đống tiền thì rất là nhiều nói chung là hạnh nghe vô kể luôn các bạn khách hàng của hạnh rất là nhiều và hạnh nghe đến mức độ mà nhàm chán luôn cái chuyện là là bạn bè thân nhất người thân nhất lừa đảo mình đó các bạn cho nên tốt nhất thì hạnh vẫn nói là các bạn về việt nam đi ha à, mà bán nhà nha còn hạnh nói cái việc ủy quyền thì thôi à, nếu mà cha mẹ anh chị của bạn bán được làm được mà những cái người đó rất là nhân hậu rất là tốt bụng họ một đồng họ cũng không có không có không có đụng đến của bạn đâu thì bạn có thể ủy quyền và cái việc ủy quyền là như thế này tức là cái ủy quyền chỉ xảy ra khi mà bạn quyết định là bạn sẽ không về Việt Nam bán như các bạn tại việc ủy quyền thì trước tiên bạn nhờ cái người thân hoặc bạn bè mà cái người mà bạn định nhờ câu nhờ ủy quyền đó được ủy quyền đó thì người đó phải tới đó, cái chỗ mà um, công chứng cái phòng công chứng nào mà mà sắp tới là bạn sẽ làm cái hợp đồng mua bán tại cái phòng công chứng đó đó và nhờ họ lập một cái một cái tờ ủy quyền và và tờ đó nó phải là hợp lý hợp pháp và hạnh thì trải nghiệm là cái phòng công chứng mà làm cho hạnh thì họ làm thiếu rất là những cái chữ rất là quan trọng các bạn họ làm thiếu họ làm ủy quyền về quyền quyền sở hữu dù sử dụng đất thôi chứ họ quên cái chữ là quyền sở hữu nhà làm cho hạnh phải bay chuyến về việt nam đó các bạn là cái ủy quyền nó không có hiệu lực luôn đó các bạn. thì nếu như mà đất mà có nhà thì phải phải viết là quyền sở hữu nhà và quyền và quyền sở hữu đất nữa các bạn ha. đó là cái nội dung ủy quyền á là các bạn phải để ý hai cái chữ này nha. cho dù là phòng công chứng nào đi nữa bạn cũng để ý hai cái này nó phải có nha. À, bởi vì bạn đừng có nghĩ rằng là cái phòng công chứng đó họ làm là chuẩn nha. À có nhiều chỗ là họ làm rất chuẩn, có nhiều chỗ là họ làm không chuẩn đó, cho nên bản thân mình cũng cần biết nếu mình là nhà ở trên đất thì mình phải có hai câu này như cái câu này hành viết nha. Đó. Rồi, và dĩ nhiên là như thông tin đây là bạn điền xong rồi bạn in ra ba bản à, hoặc bốn bản xong bạn lên cái đại sứ quán Việt Nam đem, đem đem passport Việt Nam, đem passport Úc hay gì đó của bạn lên để cái đại sứ quán đó, nhân viên đại sứ quán đó đó ký cho ký đóng dấu chứng nhận chữ ký của bạn đó công chứng chữ ký của bạn rồi bạn mới gửi việt nam về việt nam cho người đó họ làm nha thì đây là cái ủy quyền thì bạn không về việt nam nữa à, và nếu ủy quyền thành công thì người được ủy quyền sẽ thực hiện mọi công việc mua bán nhà đất của bạn và bạn không cần phải về việt nam để thực hiện việc mua bán thì sau khi mà thực hiện mua bán thì bạn cần liên lạc ngân hàng Việt Nam để thực hiện chuyển tiền từ Việt Nam sang Úc và nếu bạn có đầy đủ giấy tờ sở hữu nhà đất hợp đồng mua bán rõ ràng có đóng thuế thu nhập cá nhân passport hộ khẩu địa chỉ đang ở Úc của bạn bạn lái xe chẳng hạn thì số tài khoản Úc rõ ràng thì ban Việt Nam sẽ chuyển cho bạn qua Úc thành công và đây là cái việc mà hạnh đã làm rồi đó các bạn và nó thành công đó các bạn Bạn cũng tốn hạnh nguyên hai ngày đó các bạn cho nên nếu như bạn ở Việt Nam thì bạn nhớ là chưa cho mình hai ba ngày để làm việc với ban nha bởi vì ban họ cũng tức cười lắm các bạn làm thiếu trước hụt sau làm lâu lâu đòi cái tờ thêm tờ lâu đòi thêm tờ thì nói chung là rất là rất là một cái kinh nghiệm một cái kinh nghiệm rất là rất là phong phú các bạn mình phải dùng chữ phong phú luôn cho nên là thủ tục thì phức tạp à, tiến trình thì rất rối à, nhưng mà cuối cùng cũng xong miễn là các bạn có một chút hiểu biết và một chút chuẩn bị tinh thần cho cái việc là ở ở Việt Nam hơi lâu hơn dự kiến bà đừng có nghĩ về Việt Nam có một tuần là xong hết mọi việc nha bạn nên chừa hai hoặc đến 3 tuần về Việt Nam để làm thủ tục mua bán nhà đất này thì uh, trên đây Hạnh đã nói xong Cái thủ tục mua bán nhà Việt Nam Sau khi định cư Úc Và hy vọng giúp các bạn một chút nào đó Từ cái kinh nghiệm của Hạnh Và giúp các bạn tiết kiệm thời gian Và những cái lo lắng uh, Những cái lo lắng, lo lo âu Để cái chuyện bán nhà sau khi định cư Úc Và hy vọng các bạn bán nhà thành công Và định cư Úc thành công uh, Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe